hỏi: Người niệm Phật nên phát nguyện giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Con thật khó mà phát cái nguyện này. Bởi một mặt thì con đối với cái thế giới này vẫn còn có sự chấp trước. Mặt khác, nếu con có đủ trình độ để giảng sanh thế giới Cực Lạc, lúc đó con cũng sẽ ở lại đây để giúp đỡ người khác. Nếu con bay qua thế giới bên kia, không ở lại thế giới này để làm lợi ích cho chúng sanh, vậy có phải là sai lầm không? Hy vọng Hòa Thượng từ bi giúp con giải quyết vấn đề khó khăn này. Đáp: Trong Phật giáo, hễ có nguyện tất sẽ thành tựu. Con phát nguyện sanh về thế giới Cực Lạc thì con sẽ sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu con nguyện đến thế giới Cực Lạc rồi lại trở về đây để giáo hóa chúng sanh thì con cũng sẽ được mãn nguyện. Còn như con muốn ở luôn bên thế giới Cực Lạc hoặc muốn trở lại đều được cả. Nhưng nếu con trở về từ thế giới Cực Lạc, tức là thừa nguyện mà trở lại, chứ không giống như bây giờ. Vì bây giờ con si mê nhiều hơn giác ngộ, còn khi con thừa nguyện trở lại thì giác ngộ nhiều hơn si mê, nên giác ngộ thắng cái si mê. Bởi vậy, con muốn ở đây giúp đỡ hay giáo hóa người niệm Phật cũng được. Đó là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là mình tự nguyện ở đây trước để giúp đỡ người. Vì thế giới này có nhiều sự khổ đang nung nấu, khổ sở vô cùng. Nếu con không sợ khổ cực thì cũng có thể ở lại đây giúp Đức Phật giáo hóa chúng sanh. Phật Pháp là viên dung vô ngại, nói thế nào thì có đạo lý như thế ấy. Chỉ cần con thích thế nào thì làm như thế nấy, và đừng chấp trước là được rồi.